Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1983, ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi sát hại tài xế taxi trong ngày mưa bão ở Hà Nội. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 9, anh PQT, sinh năm 1982, ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, điều khiển xe taxi đi chở khách. Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh T. Do ảnh hưởng của bão số 3, đến sáng ngày 8 tháng 9, gia đình mới tổ chức tìm kiếm và phát hiện ô tô của anh T tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng với gia đình anh T, tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể nạn nhân tại bờ sông Đáy thuộc xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Qua khám nghiệm hiện trường và thi thể, lực lượng pháp y nghi anh T bị sát hại. Mặc dù mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3, nghi phạm gây án liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Duy Phương. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xác định vào sáng ngày 7 tháng 9, đối tượng Phương đi bộ đến ngã ba thị trấn Quốc Oai thì gặp xe taxi của anh T. Phương thuê anh T chở đến xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để gặp người thân. Khi đến gần cầu Văn Lang, huyện Ba Vì, Phương ngồi sau lấy sợi dây dù vòng qua cổ anh T siết mạnh. Thấy anh T tử vong, Phương kéo thi thể nạn nhân đặt nằm trên ghế sau rồi lái ô tô của nạn nhân đi lòng vòng, tìm địa điểm vắng để giấu xác phi tang. Khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 9, Phương đi đến khu vực dự án sinh thái Cẩm Đình, Hiệp Thuận, thuộc địa phận xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Thấy khu vực này vắng vẻ, Phương rẽ vào khu đường đất thì xe bị sa lầy trong bùn, ắc quy xe hết điện. Phương xuống xe, nhờ người dân địa phương tìm hộ xe cứu hộ. Trong lúc chờ xe, đối tượng lục lọi trên thi thể nạn nhân và lấy được khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, Phương kéo thi thể nạn nhân xuống mép nước sông Đáy, lấy cành lá khô che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Khoảng 30 phút sau, Phương nhờ được người kéo ô tô ra khỏi bãi lầy và giúp nổ máy. Đối tượng lái xe đi lòng vòng để tìm chỗ giấu ô tô, nhưng khi đi đến đường liên xã Phụng Thượng Long Xuyên, ô tô bị sạt bánh xuống mép ruộng. Do đang mưa bão lớn, không tìm được xe cứu hộ, đối tượng khóa xe lại rồi đi tìm nhà nghỉ gần đó để ngủ. Khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 9, Phương thuê người kéo ô tô lên rồi lái đến thôn 14 xã Sen Phương, đỗ cạnh trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân xã Phương Độ. Phương bỏ lại ô tô và đi về nhà. Ăn cơm xong, Phương mua 5 lít xăng và quay lại nơi để ô tô để đốt xe phi tang. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, Phương thấy nhiều người dân và lực lượng công an đứng xung quanh chiếc xe nên bỏ đi. Tiếp đó, Phương bắt xe khách đi Cao Bằng. Khi đến Cao Bằng, Phương lại bắt xe đi ngược về Hà Nội rồi quay trở lại huyện Thạch Thất. Rạng sáng ngày 10 tháng 9, đối tượng Phương bị lực lượng công an bắt giữ. Thưa quý vị, mạng xã hội TikTok đang chia sẻ một clip ghi lại sự cố nứt mặt đường bộ cầu Long Biên. Trong clip thấy rõ lan can rung lắc, phần kết nối giữa lan can và mặt cầu không liền mạch. Đây cũng là thời điểm nước lũ sông Hồng lên cao, cách mặt cầu chỉ 2 mét, gây hoang mang dư luận. Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, đơn vị quản lý cầu Long Biên cho biết, vị trí xảy ra sự cố tại ô 12 nhịp 18 hạ lưu, cách đường dẫn lên cầu 100 mét. Đơn vị đã phát hiện sự cố này từ ngày 11 tháng 9, nhưng do trời mưa to không ngớt nên chưa thể tổ chức duy tu. Sáng ngày 12 tháng 9, đơn vị đã hàn cố định kết cấu lan can này. Công ty Hải Hà khẳng định vị trí bong mối hàn là phần lan can không thuộc kết cấu chịu lực nên không ảnh hưởng đến người dân lưu thông. Việc khắc phục sự cố đang được đơn vị quản lý cầu gấp rút triển khai. Trải qua gần 120 năm khai thác, do ảnh hưởng của chiến tranh và tốc độ đô thị hóa của thủ đô và các vùng lân cận, tình trạng xuống cấp của cầu Long Biên là khó tránh khỏi. Cầu Long Biên có tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đi qua, được khởi công tháng 9 năm 1898 và khánh thành năm 1902. Kết cấu cầu dàn thép, đường sắt chạy ở giữa, hai bên cánh gà là các phương tiện gắn máy, xe đạp và người đi bộ, không có làn dành cho ô tô. Mặt cầu và các thành phần khác đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí kết nối giữa lan can và mặt cầu bị hoen rỉ, thiếu kết cấu, mặt đường nhựa trên cầu chắp vá do quá trình tu sửa nhiều lần, thiếu đồng bộ. Sau đại dịch Covid-19, ở hai đầu cầu Long Biên đã gắn biển cảnh báo hạn chế một số phương tiện. Vào 15 giờ ngày 10 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra lệnh cấm cầu Long Biên do nước lũ sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người dân. Tính đến 12 giờ ngày 12 tháng 9, nước trên sông Hồng vẫn ở mức cao, lệnh cấm cầu Long Biên vẫn chưa được thu hồi. Do ảnh hưởng của bão số 3, mực nước sông Hồng lên cao và chảy xiết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ không chạy tàu qua cầu Long Biên để đảm bảo an toàn cho hành khách. Theo đó, các đoàn tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ thay đổi lịch trình với ga Gia Lâm là ga xuất phát và kết thúc hành trình. Hành khách có vé đi từ ga Hà Nội, ga Long Biên di chuyển tới ga Gia Lâm để đi tàu. Hành khách có vé tàu có ga đến là ga Hà Nội, ga Long Biên sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hành khách không đi tàu sẽ được hoàn lại tiền vé. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, ngành đường sắt ngừng chạy tàu hai mác, tàu SM11, SM12 xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn đến ngày 12 tháng 9 năm 2024. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành khách đã mua vé tàu này được trả lại vé không thu phí. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đối với hành khách mua vé online, ngành đường sắt sẽ chủ động hoàn trả tiền vé tàu này qua tài khoản. Đối với hành khách mua vé tại ga và đại lý, hành khách có thể trả vé sau ngày tàu chạy tối đa 30 ngày. Hôm nay 10 tháng 9, hai đôi tàu khách SP3, SP4 có hành trình từ Hà Nội lên Lào Cai tiếp tục ngừng chạy. Kế hoạch khai thác lại tuyến sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Dự báo bão mới nhất cho hay, đường đi của cơn bão Bebinca sẽ đi qua các nhà máy lọc dầu ở Thượng Hải, Ningbo, Trung Quốc. Theo tin bão mới nhất của Bloomberg, bão Bebinca dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng sớm ngày 16 tháng 9, đe dọa mưa lớn, có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu, các kho cảng và làm tê liệt giao thông ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, bão Bebinca được gọi là Bebinca. Bão Bebinca hiện cách bờ biển phía đông Trung Quốc hơn 1.000 km. Đợt đổ bộ của cơn bão mới nhất ở Tây Thái Bình Dương diễn ra ngay sau khi siêu bão Yagi cướp đi nhiều sinh mạng và gây thiệt hại lớn trong khu vực, trong đó có đảo Hải Nam và khu vực phía Nam Trung Quốc cùng miền Bắc Việt Nam. Đường đi dự kiến của bão Bebinca sẽ dẫn đến các khu vực ven biển giữa các tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là cơn bão mới nhất ở Tây Thái Bình Dương có khả năng dẫn tới việc đóng cửa cảng Chu San và các nhà máy lọc dầu ở Ningbo. Cũng theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, cơn bão Bebinca sẽ có tốc độ gió lên tới 162 km/h. Bão Bebinca hiện được dự báo đổ bộ vào đất liền Trung Quốc ở cường độ bão cấp 2 theo thang bão Saffir Simpson 5 cấp. Cơ quan thời tiết Trung Quốc dự báo cường độ của bão Bebinca sẽ suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Lần gần nhất, bão Bebinca được xác định cách Bắc Luzon, Philippines 1.885 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất là 100 km/h và đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 35 km/h. Khi đi vào khu vực dự báo của Philippines, Bebinca sẽ trở thành bão số 6, ảnh hưởng đến nước này trong mùa bão năm 2024. Tin bão mới nhất của Fox News cho hay, bão Francine đổ bộ vào bờ biển Louisiana, Mỹ, ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương, với sức gió lên tới 160 km/h, khiến hàng trăm nghìn gia đình mất điện và mưa lớn ở nhiều nơi. Mặt bão Francine đổ bộ lúc 17 giờ chiều ngày 11 tháng 9 tại Terrebonne, Paris, mang theo gió mạnh vào đất liền khu vực phía nam của tiểu bang Louisiana gần Baton Rouge. New Orleans ghi nhận gió giật tới 130 km/h khi thành mắt bão số 6 Francine đi qua thành phố 11 tháng 9, trong khi Dulac ghi nhận gió giật lên tới 150 km/h. Vài giờ sau khi đổ bộ, bão cuồng phong cấp 2 ở Đại Tây Dương đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng dự báo ảnh hưởng của bão số 6 Francine sẽ sâu trong đất liền. Theo poweroutage.us, tình trạng mất điện tiếp tục diễn ra trên khắp Louisiana, với 400.000 hộ gia đình mất điện trong tối ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương và sáng ngày 12 tháng 9. Ở Mississippi, khoảng 17.000 hộ gia đình mất điện. Dự kiến tình trạng mất điện tiếp tục gia tăng khi Francine di chuyển xa hơn về phía Bắc, ảnh hưởng đến đông nam Louisiana, Mississippi và Alabama. Dự báo mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, bão Francine dự kiến dần dần chuyển hướng về phía Bắc, đưa tâm bão qua đông nam Louisiana, Tây Nam và trung tâm Mississippi trong ngày 12 tháng 9. Tâm bão dự kiến tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền, nhưng ảnh hưởng của cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương có thể lan rộng hàng trăm km. Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bebinca, cơn bão được dự báo là có thể mạnh lên cấp cuồng phong, có thể đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc. Theo dự báo mới nhất vào sáng sớm ngày 12 tháng 9 của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bebinca, cơn bão số 13 của Trung Quốc trong năm 2024 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h và cường độ tăng dần. Sức gió tối đa vùng gần tâm bão hiện là cấp 10 với bán kính vòng tròn gió cấp 10 là 60 đến 100 km. Vào khoảng đêm ngày 14 tháng 6, cơn bão này sẽ di chuyển vào vùng biển phía đông của biển Hoa Đông Trung Quốc. Sau đó sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Chiết Giang đến phía bắc Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc vào sáng ngày 16 tháng 9 ở mức bão hoặc bão mạnh, tức cấp 13 đến 14. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Trước đó, theo Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines, bão nhiệt đới Bebinca hình thành ngày 10 tháng 9 ở phía Tây Thái Bình Dương và dự kiến sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Tây Bắc. Dự báo của cơ quan này còn cho biết bão Bebinca có thể đạt cấp bão cuồng phong vào chiều ngày 12 tháng 9.